Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Thạch Thảo trong một truyện ngắn về tình cảm gia đình có tên Đứa Con Điên. Và trước đó thì trên kênh của Trinh cũng có một số tác phẩm mang đậm tính nhân văn của tác giả Thạch Thảo. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, Trinh xin mời quý vị cùng vào truyện với Trinh ngay sau đây. Mẹ xuống bếp vào ngày mưa, khói đặc như sữa, cuộn tròn và bọc ra từ những ong rạ bị nước mưa làm ướt. Thằng Hiện, người tròn hệt như cây lu, lao vào trong bếp ôm cái nồi cháo lên, khóc lóc ầm ĩ rồi đập choang một tiếng. Những hạt gạo lẫn với khoai lang đổ trên nền đất. Nước cháo làm rạ ướt rít lên vài tiếng thê lương trước khi tắt ngấm. Nó cười hền hệt, lăn ra đất dãy đành đạch, bóp cả đất lẫn gạo bỏ vào miệng, rồi lại cười hền hệt. Bà níu lấy con trai, mặc cho nó đấm đá vào bụng, vào đầu, vào ngực. Bà ôm lấy số kiếp khốn khổ của mình mà nức lên. Đúng là cái nghiệp trời, đúng là cái nghiệp trời. Hơn 10 năm rồi, Lê dường như đã quên mất mẹ mình, từng là một người con gái đẹp. Cô Soan, người con gái lặng đặng, có giọng hát quan họ rất ngọt. Nụ cười duyên dáng, kết hợp với hàm răng khểnh đen nhánh, hút hồn người ghé qua. Lê từng tưởng tượng vẻ đẹp của những cô hàng xóm răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Trong câu thơ mà ông cháu đầu làng hay ngâm, cũng chỉ đẹp cỡ mẹ mà thôi. Người làng hồi ấy đều nghĩ, chắc hẳn ai tốt phước lắm mới lấy được người con gái đẹp người, đẹp nết như mẹ. Thế rồi mẹ gả cho bố Lê, ông Toán, một người đàn ông chân chất, thật thà, chăm chỉ làm lụng, ai cũng tặc lưỡi tiếc nuối. Sao cây Soan chẳng làm con dâu nhà mình? Nhưng tiếc thì có ích gì, người ta đẹp đôi như thế, chỉ đành chúc phúc mà thôi. Mẹ về làm dâu được nửa năm thì mang thai Lê. Mẹ nói cô như trái ngọt đến vô cuộc sống của hai vợ chồng, nên đặt cho cô cái tên đó. Bà nội không quá thích mẹ. Nghe nói trước kia bà nhắm đến cô gái con ông hai, từng bán gạo cho nhà nước, nhà giàu có đáo để. Tiếc rằng bố Lê chẳng thích con gái nhà người ta, kiên quyết lấy cho bằng được mẹ làm vợ, nếu không sẽ cương quyết ở vậy. Câu chuyện trước lúc cưới hỏi như cái dằm trong tim của bà nội, đến nỗi lúc đôi vợ chồng mới quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên, bà cũng chẳng nhìn con dâu lấy một lần. Thế thì một đứa con gái đầu lòng như Lê lấy đâu mà được thương yêu. Đến năm thứ ba, bố mẹ lại kết thêm một trái ngọt là em Hiện. Bà nội cọc cằn hay xét nét, thấy cháu trai được sinh ra thì bỗng thay đổi hẳn, giãn cả mặt. Thằng bé được 2 tuổi, bà vẫn ẵm bồng nó trên tay đi khắp làng khắp xóm để khoe cháu. Bà cưng nó như cưng trứng, chẳng bao giờ rời mắt, cũng không bao giờ để ai động tới. Thế nhưng càng được cưng chiều, Hiện càng làm ra những hành động hỗn hào. Khi thì gào khóc dãy dụa trong sân, chẳng vì lý do gì. Khi lại xộ đến cắn xé mấy con chó rồi cười ngay dại. Có khi còn đè cả Lê ra bóp cổ. Mẹ Soan lấy bông gạc thấm máu những vết cạo cấu trên mặt Lê mà xót cả ruột. Hay là nó bị làm sao? Cái bệnh nhà bác Tư bảo có khi bị bệnh tâm lý. Bà nạt lại. Trẻ con nó nghịch một tí là chuyện bình thường.
nghe làm gì mấy đứa mê tây trên thành phố ấy. Cây Lê là chị, cô thương thì cũng phải nghĩ thằng Hiện. Hay là nó bị làm sao? Cây Bình nhà bác Tư bảo có khi bị bệnh tâm lý. Bà nạt lại, trẻ con có nghịch một tí là chuyện bình thường. Nghe làm gì mấy đứa mê tây trên thành phố ấy. Cây Lê là chị, cô thương á thì cũng phải nghĩ thằng Hiện, nó nhỏ hơn con bé bao nhiêu tuổi. Chỉ là trẻ con đánh nhau thôi. Cô còn bảo cháu trai tôi bị điên nữa, tôi gạn mồm cô ra. Hay cô chỉ có đứa con gái, không cần con trai? À, con không có ý đó. Mẹ Lê lý nhí trong miệng giải thích, vừa thương con trai còn nhỏ tuổi, vừa nặng lòng nghĩ ngợi. Thời gian dần trôi qua, dấu hiệu của Hiện ngày càng rõ ràng hơn. Thằng bé có thể cắn cấu bất cứ thứ gì nó thấy trong tầm mắt. Mới đó còn cười ngặt nghẽo, giây phút sau đã lăn đụng ra dãy khóc thảm thiết. Người trong dạ đã phải nghi hoặc, huống gì người ngoài nhìn vào. Loáng thoáng xóm giềng đã có tin đồn thằng Hiện con nhà Xoan Toán xem chừng là bị điên, bị dại mất rồi. Đám trẻ con trong làng cũng không ai chịu chơi với thằng bé, thậm chí cả Lê, tụi nó cũng xa lánh. Em mày là thằng điên, cắn người, rồi sau này mày cũng cắn tụi tao thì làm sao? Một thằng dốc khác nhe răng ra khè khè rồi trợn mắt. Trong làng có con mụ điên. Bà dẹ rơi vào tay Lê nghe chát chúa. Nó ngay lập tức đè ngửa thằng Triêu Ngươi ra đất, đấm túi bụi. Tao không bị điên, em tao không bị điên. Mày còn dám nói nó bị điên, tao cho mày biết tay đấy thằng nhỏi con. Mấy đứa trẻ khác nhớ đến lúc thằng Hiện cắn người thì tưởng như Lê sắp phát bệnh đến nơi, không hẹn mà cùng nhau chạy té khói. Cứu với chúng mày ơi, con Lê sắp phát điên rồi, cứu với chúng mày ơi. Chuyện đến đông nỗi này, dù thương cháu thế nào, bà nội cũng chẳng thể đứng yên được nữa, mời ngay một thầy đồng có tiếng trong làng đến để hỏi han. Mẫu xem cháu có bị giông ốp hay không. Người đàn bà béo mập đeo đầy vàng ngọc nhảy múa một hồi trong sân rồi phán. Không phải giông ốp đâu. Thế là gì hả cô? Gieo nhân nào thì gặt nhân nấy. Trong quá khứ, bố mẹ nó từng làm điều gì sai quấy nên giờ mới phải trả giá thế này. Ô cũng là nghiệp chướng. Mẹ Lê giật nảy. Cô nói thế là sao? Nhà con chỉ là nông dân chân chất, nếu giết con gà con cá đi chăng nữa cũng chỉ vì miếng ăn, chứ nói hại người hay làm điều sai quấy thì không có chuyện đó. Lê chỉ nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà nhăn lại khó chịu, giả bộ giận dữ. Nếu không tin á thì thôi, đừng có gọi tôi. Sau này có chuyện gì tồi tệ hơn á thì tìm tôi cũng muộn rồi. Bà nội vội vàng giữ ngay thầy đồng lại, nước mắt nước mũi tèm nhem, xin bà ta giúp đỡ. Nói mãi, người phụ nữ trung tuổi kia mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng tôi không dám chắc đâu nha, thằng bé có khỏi hay không á, phải xem ơn trên có tha thứ bỏ qua không, còn phải xem nhà bà có thành tâm không nữa. Thế là không để ai ngăn cản, một buổi làm lễ to lớn hoành tráng đã xảy ra. Em Hiện bị đặt trước án hương, bị cô đồng kia lấy roi dâu nhúng nước quất dung dúp vào người. Nó chẳng hề hấn hay thấy đau gì, chỉ tò mò nhìn vào mọi người một cách ngờ nghệch. Song trái tim người mẹ thì đau như bị dao cắt ruột. Bà kêu khóc xin mẹ chồng tha cho con trai mình, nhưng bị bố Lê giữ lại, không cho cửa quậy. Lê thấy vậy, muốn xen vào buổi lễ dắt em đi. Cô đồng trợn mắt trách mắng. Buổi lễ có hỏng á, là do con bé này. Thế là bà nội lại thẳng tay, tát cho Lê một cái, mẹ đỏ mắt lên. Mình có thấy tụi nhỏ bị đánh không?
Chẳng lẽ mình cũng tin mấy chuyện dông ốp này hả? Bố Lê vẫn im lặng, cúi gằm mặt, tay siết lấy người mẹ càng chặt hơn. Mẹ làm cái gì cũng có lý của mẹ, mình cứ thử xem, biết đâu thằng bé sẽ khỏi. Cô Đồng đánh thêm mấy cái, thằng Hiện cảm thấy mệt, hoặc có lẽ gì đau mà thiếp đi. Khi đấy, người đàn bà béo mập kia mới thu hết tiền bạc và đồ lễ vào túi, giả thần giả quỷ đưa cho bà nội một túi tro đen, kêu hàng ngày cho thằng Hiển uống. Mẹ Lê vội vàng ôm lấy đứa con trai, đứa lớn đang tủi thân khóc rắm rứt, đứa nhỏ mê man mệt mỏi, quỵ xuống tấm phản. Những vết lằn trên tay, trên chân, sau lưng thằng nhỏ làm cho mẹ đau đớn xót xa, muốn khóc mà nước mắt cứ dặn lại, lưng chừng nơi gò má. Mẹ làm cái gì cũng có cái lý của mẹ. Còn anh, là đàn ông, anh không có nổi cái lý của anh hay sao? Anh không phải mang thai con 9 tháng 10 ngày, anh không xót. Bà nội lại đập bàn, giơ tay muốn tát cả mẹ. Tao cảnh cáo mày, quả miệng mà ra, cái miệng mày ăn mắm ăn muối, đừng có xúc phạm đến cô với mẫu, người ta dặn cổ mày đó. Kể từ hôm đó, cô Đồng mang theo nửa tháng cơm ăn của nhà Lê đi. Song tình trạng của Hiện chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí còn trở nặng hơn. Bà nội cáo bẩn, tức tối mắng, chắc chắn cái con ngu kia xúc phạm đến thánh thần, nên thằng bé chẳng thuyên giảm. Mẹ đi bán hàng sáo, gánh hàng đi sớm, về nhà muộn, dặn từng đồng tiền một để dưới gối của Lê, rồi sợ đường chỉ đã sờn trên áo con gái, nước mắt lã chả rơi. Mẹ không chăm sóc tốt được cho bé Lê, bé Lê có giận mẹ không? Lê rúc đầu vào lòng mẹ. Con yêu mẹ, con yêu em Hiện. Bà đếm lại tiền trong gối một lần nữa. Tiền chỗ mẹ chẳng giữ được, con cất cái này cho thật kỹ, đừng để bà nội thấy. Đây là tiền để em Hiện lên thành phố khám bệnh. Em sẽ sớm khỏi bệnh, sẽ cùng con đi chơi, cùng con đi học. Lê mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ đến cảnh mình có thể cõng đứa em trai nghịch ngợm của mình đến lớp. Sức nó khỏe, nếu có ai bắt nạt Lê, thằng bé sẽ đánh lại tụi nó, cho tụi nó một trận nhự đòn. Vậy mà giấc mơ của Lê chẳng thực hiện được. Sáng hôm sau, mẹ lại đi bán hàng từ sớm. Lê cũng dậy từ lúc tờ mờ để băm bèo cho lợn, mong giúp đỡ mẹ được ít nào hay ít ấy. Đến khi trở lại căn buồng nó ngủ, Lê thấy thằng Hiện đang ngồi trên giường mình, tay xé toạc cái gối và lôi hết tiền mà mẹ đã buộc thật cẩn thận ra ngoài. Nó cười hì hì. Kem! Kem! Chị giấu kem! Lê hoảng sợ, nhỏ giọng xin thằng bé đưa lại cuộn tiền cho mình. Nó chẳng nghe, cau mày lại. Chị giấu kem! Mẹ giấu kem! Không cho em! Chẳng chờ cho Lê dặn lại tiền, thằng nhỏ chạy như bay ra sân. Nó mở dây thun ra, náo loạn khắp nhà, rồi rải tiền bay tứ tung. Bà đội vừa súc miệng ọc ọc, vừa hỏi giọng, gì mà ầm ĩ lên thế? Lê giật bắn, gã sắp ngã ngửa trên sân để nhặt tiền lên, nhưng bước chân của bà đã đi đến đầu hè. Thậm chí thằng Hiện còn lao thẳng vào người bà để hơ tiền ra khoe. Chị giấu kem, bà ơi, chị giấu kem. Mắt nó hiếp lại, mà chẳng hay ánh mắt người bà cũng biến đổi. Bà giật lấy tiền trên tay thằng nhỏ, rồi lại nhìn sang Lê. Chẳng cần mở lời, đã biết định hỏi số tiền này ở đâu ra. Lê mím chặt môi, trong khi bà nội chìa bàn tay ra. Sao lại đưa cho trẻ con cầm nhiều tiền thế này chứ? Nhà đã không có người dung dáng, chỉ biết phá của. Lê đắm chặt lòng bàn tay, lấy can đảm. Bà trả lại tiền cho con, đó là tiền mẹ con tích góp để em con đi khám bệnh. Bà nội quay lại nhìn Lê, dí ngón tay vào trán cô. Mày nói cái gì? Nói lại xem.
Lê khóc lóc miếu miếu. Bà không được cầm đi, đó là tiền để thằng Hiện chữa bệnh. Tôi mày hay rồi, bà chống hông. Tao còn sống ở đây mà tụi bay dám tự chủ tự quyết lấy tiền ở nhà cúng cho người ta. Tao nói rồi, thằng Hiện không bị điên, không cần phải khám bệnh. Phải chỉ mẹ con tụi bay chịu ngoan ngoãn lúc người ta làm lễ thì thằng nhỏ đã khỏe mạnh bình thường trở lại. Mà nhà tao không có cái giọng giống nào làm việc ác. Ê mày thế này á là do mẹ mày ăn ở không tích đức nên mới ra cơ sự này. Không cần khám bệnh gì hết, giữ tiền lại mà lo nuôi cái mồm kia kìa. Lê bám lấy tay bà nội, bị cáo sền sệt trên mặt đất. Nhưng người bà hiền từ có thể ôm em Hiện dịu dàng lại tàn nhẫn, mặc kệ cô, dùng tay ra đẩy ngã cháu gái, đi một mạch vào trong buồng. Lê hoang mang ngồi giữa sân òa khóc, đánh nhẹ vào người em. Sao mày ngu vậy? Mất tiền rồi thì lấy gì để mày chữa bệnh đây? Mày có biết thương mẹ, có biết thương chị không, thằng ngu này? Lê càng nói, nước mắt càng ứa ra. Được mẹ tin tưởng như vậy, mà ngay cả chuyện nhỏ nó cũng làm sai. Oán trách em xong, Lê lại chẳng đỡ khi nhìn thấy thằng nhỏ nghiêng đầu nhìn chị ngờ nghệt, không hiểu gì. Lê chỉ đành nuốt nước mắt lại, dặn dò em ở nhà ngoan, rồi chạy đi tìm mẹ. Mẹ bán hàng ở các chợ phiên, một ngày có thể đi 2-3 chợ, chẳng biết đi đâu mà tìm. Nó đi hết các chợ lớn, chợ nhỏ, hỏi mãi mới biết bà ở đâu. Đến khi Lê tìm thấy mẹ, gánh hàng bà khoác trên vai vẫn còn một nửa. Da người đàn bà một đời tận tảo, xăm quét lại vì mệt mỏi và thiếu chất trường kỳ. Thấy con gái, mẹ xoan lấy khăn thấm mồ hôi trên trán mình, ngạc nhiên hỏi. Sao con tìm được mẹ? Em đâu? Sao không ở nhà trông em? Lê túm lấy tay mẹ, dục mẹ đi mau, vừa đi vừa kể hết chuyện bà mang cuộn tiền của mình đi như thế nào. Mẹ Lê nghe xong thì mặt chùng xuống một nỗi lo âu và bất lực. Có lẽ ngay cả mẹ lúc này cũng không biết nên làm cách nào để có thể lấy lại được tiền. Bà nội độc đoán lại mê tín, thay vì tin bác sĩ bệnh viện, bà càng tin hơn vào thánh thần, ma quỷ. Huống hồ người ta bảo em Hiện bị tự kỷ. Người làng quê thời ấy mấy ai đã biết đến hai từ tự kỷ. Thứ bà thương chẳng phải thằng Hiện đâu, bà thương hơn nữa là giọt máu nối dõi tông đường nhà này. Mất một đứa cháu sẽ còn đứa cháu khác, thà để tiền lo cho đứa con tiếp theo, chứ tất bật chạy cho đứa đã bị phán là nghiệp chướng để làm gì. Hai mẹ con rảo bước về nhà thật nhanh. Lúc về đến nhà, bố Lê đang chờ sẵn ở cổng. Ông về sớm hơn mọi ngày, vừa chống cuốc lên rặng rào, vừa nghiêm mặt nhìn hai mẹ con. Thoáng nhìn như vậy thôi, Lê đã hiểu bà nội còn tìm bố cáo trạng trước cả nó. Con đi vào nhà đi, để bố nói chuyện với mẹ, bố Lê vừa rửa tay vừa bảo. Lê kiên quyết đứng trước mặt mẹ. Bà kể cho bố, bà lấy tiền của mẹ rồi đúng không? Đó là tiền em Hiện chữa bệnh, bà không được lấy của mẹ. Mẹ con thật là không bàn bạc gì trước với bố với bà. Đi chữa bệnh ở xa đâu phải chuyện nhỏ. Lê rơm rớm nước mắt. Nếu mẹ con kể với bà có đồng ý cho em Hiện đi chữa bệnh không ạ? Bố không đáp, chỉ khù khờ im lặng mà bỏ đi. Lê đã quen với dáng vẻ không muốn dính dáng đến chuyện tranh cãi trong gia đình này của bố. Chẳng ít lần Lê nghe bà nội đây nghiến mẹ, đây nghiến em Hiện. Nhà mình không có dòng máu độc địa đó, bao nhiêu đời nhà mình như thế, tại sao lại đẻ ra một thằng bị điên? Bà quên mất trước đây mình từng thương đứa cháu đích tôn của mình như thế nào. Trong mắt bà lúc này, dòng máu mà bà từng tự hào đã trở thành dòng máu độc, làm cho bà phải chịu điều tiếng xét nét, chịu dèm pha bỉ bôi. Bà bặm môi, nghiến răng, rít lên mà mắng.
Bố Chi im lặng cúi đầu thở dài. Đó là cái nghiệp của nhà mình rồi. Mẹ muốn con phải làm sao? Lúc này, bố cũng cúi đầu với vẻ chịu đựng y như vậy. Mẹ lảo đảo làm đổ cả gánh hàng sáo, phải chống tay lên cổng cho khỏi ngã. Lê gần cổ lên cãi. Dù mẹ có lấy tiền làm gì, thì đó cũng là tiền mẹ đi sáng về tối làm ra. Bố với bà không có quyền lấy tiền của mẹ. Bố Lê thua người lại, hèn nhát như một con rùa. Giờ con muốn bố phải làm sao? Đấy là bà của con, là mẹ của bố. Tiền bạc ở trong nhà, từ xưa đến nay, làm gì cũng phải thương lượng bàn bạc. Nhà nào cũng thế, mẹ con giấu tiền là đuối lý trước. Anh bị điên rồi hay sao hả? Đầu anh chứa cái gì? Mẹ Lê giật mạnh tóc mình, tưởng như sắp tọa cả một mảng da đầu. Anh điên rồi, tôi giấu tiền là để mang con đi chữa bệnh, chứ không phải ích kỷ ăn tiêu chơi bời. Anh không nghĩ đến tôi thì thôi, anh phải nghĩ đến con trai anh chứ. Thằng bé vẫn còn nhỏ như thế mà. Mẹ Lê khóc đau từng khúc ruột. Bố cũng biếu máu. Không phải ông không thương con, song trong những lúc quan trọng thế này, bản thân ông chẳng giúp được gì ngoài việc tự nhận lỗi về mình. Là lỗi tại tôi, tại tôi hết. Có khi người gây nghiệp kiếp trước là tôi, nên thằng Hiện mới điên điên khùng khùng như vậy. Em con không điên. Lê lớn tiếng cãi lại. Nếu có tiền đi chữa bệnh, em con sẽ khỏi. Bố vẫn cúi đầu, giọng nói hơi lạc đi kìm nén. Không lấy lại được tiền đâu. Bà con mang tiền đi góp hụi ở nhà bác trưởng thôn, sang năm mới được lấy lận. Trời đất ơi! Mẹ Lê la toáng, giơ tay lên trời, rồi ngã sắp xuống người con gái, như chết lặng. Mẹ con anh, sao không giết tôi luôn đi trời ơi! Con trai tôi, đứa con trai khốn khổ của tôi! Lê đỏ hoe mắt, nhìn em mình đang ngây ngô, chơi bùn ở sân. Thằng bé không biết cả nhà đang nhốn nháo lên vì mình. Còn lấy đất, vẽ một bông hoa to, rồi khoe với Lê. Chị Lê, chị nhìn này, Hiện vẽ hoa. Sự vô tư của thằng bé càng làm Lê và mẹ uất ức trước sự bất công độc đoán của bà, sự nhẫn nhục cam chịu của bố. Lê dìu mẹ vào trong nhà, kéo cả thằng Hiện vào buồng, dặn nó phải trông mẹ cho thật tốt. Ngoài những lúc tăng động, Hiện vẫn có thể biểu hiện được những lời đơn giản của người lớn. Lê dỗ mua bàn tay mẹ. Mẹ yên tâm, kiểu gì con cũng mang được tiền về để mẹ chữa bệnh cho em. Con làm sao mà đấu nổi với người ta con ơi? Không được cãi, cãi người lớn là hỗn. Sau này con có muốn lấy chồng, người ta cũng bảo con hổn với ông bà cha mẹ, không ai cần con. Miệng đời dồn chết người ta đó con ơi. Lê không để những lời mẹ nói vào tai. Mẹ yên tâm, con hứa con sẽ mang tiền về cho mẹ. Nó chạy dục đi, để mẹ ngồi thẫn thờ trong căn buồng, dõi theo bóng con gái đi dần xa. Nó đi một mạch đến nhà trưởng làng. Bà nội cũng vừa mới ra khỏi nhà người ta, đang cầm theo phiếu góp hụi, trông vui vẻ và nhanh nhẹn hơn ngày thường. Người nhà quê hay góp hụi, mỗi tháng một khoản nhỏ, góp gió thành bão, để cuối năm lấy cổ đóng ăn lãi. Ác hẳn bà nội đang tính cuối năm có thể mua được thêm mấy đàn gà hay cặp lợn không. Nhưng đó là tiền chữa bệnh cho Hiện. Đối với Lê có thể thiếu ăn, nhưng thằng Hiện chắc chắn phải khỏe mạnh. Bản thân nó còn hiểu tại sao bà nội lớn tuổi lại cần tiền hơn cả cháu ruột cơ chứ. Lê không sao giải thích được. Bà nội đã thấy Lê đỏ mắt đi tới, cất tờ giấy trên tay đi. Bà déo tay nó. Mày đến đây làm gì? Mẹ mày xúi mày đến đây đúng không? Đi về nhà, đừng làm mất mặt người nhà nữa. Lê dùng khỏi tay bà, chạy thẳng vào trong nhà bác trưởng làng hét lên. Ông bà Tư,
giúp cháu với. Tiền của mẹ Lê vẫn còn ở trên bàn. Bà Hợi và ông trưởng làng, người cầm hụi còn chưa kịp cất đi. Lê không nhìn vào cuộn tiền đó mà chỉ rơm rớm nước mắt cầu xin, làm bà Hợi giật nảy. Có chuyện gì thế cái Lê? Lê là đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu trong xóm, mà mẹ nó cũng được người làng thương, nên nó khóc có xíu thôi đã làm bà Hợi cuốn cả lên hỏi thăm. Lê khóc ngằn ngặt, cái giọng nghẹn ngào, đau khổ, khiến người ta nghe như đứt từ khúc ruột. Con vừa mới đánh mất tiền. Mẹ con làm lụng vớt vả từ sớm đến tối mệt, kiếm được ít tiền để đưa em Hiện đi lên trên bệnh viện khám, chẳng 1.200 đồng. Không hiểu sao mới sáng nay ngủ dậy thì tiền bị mất. Vậy là em Hiện không còn tiền để chữa bệnh nữa. Nhà con phải làm sao bây giờ? Mẹ con chết mất thôi. Bà Hợi hơi đăm chiêu hỏi lại. Con bảo, nhà con mất bao nhiêu tiền? Bà nội hớt hải chạy lại vào nhà bà Hợi khi nghe Lê tố nội. Cái con này, đừng nói linh tinh, mau về nhà. Lê miếm chặt môi dứt khoát nói. Chẳng 1.200 đồng. Con gặp từng hình tam giác ở mỗi tờ tiền, không sai được. Bà cho con gặp ông trưởng làng, ông giúp con tìm kẻ trộm với bỏ tù nó. Trên đời này sao lại có người rút ruột ăn cắp tiền mồ hôi xương máu của người khác như vậy? Con đội ơn bà. Bà nội xám quét cả mặt lại, còn bà Hợi chỉ nghe được vậy thôi đã hiểu cơ sự như thế nào. Trong làng này ai chẳng biết cái danh nanh nọc của mẹ chồng cô Soan cơ chứ. Bà thở dài. Con cứ bình tĩnh, tiền của con chưa có mất. Sao lại chưa mất ạ? Bà tìm ông trưởng làng giúp con bỏ tù người lấy cắp đi. Bà nội hùng hổ xỉa xói vào mặt Lê. Mày nói liên thuyên làm cái gì hả con kia? Tiền đấy á là tiền của cả nhà. Ở trong nhà này bà nội mày vẫn làm chủ, mày đừng có hòng mà. Vậy là bà cầm tiền hộ mẹ con đúng không? Làng xóm xung quanh nghe thấy tiếng cãi giả đã tập trung rất đông. Khi thấy mọi người xì xào bàn tán, Lê ngay lập tức quỳ rạp xuống, trán nó đập mạnh xuống sân nhà bà Hợi, mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, cho đến khi trước trán bắt đầu sưng thành cục và bắt đầu rớm máu. Bà Hợi la lên. Trời ơi, đứa nhỏ này, cháu làm gì thế? Con xin bà, con lạy bà, con không biết là bà đã lén lấy tiền của mẹ con đi. Con là phận con cháu, không dám nói người lớn. Nhưng mà đây là tiền đi cứu người. Hiện cũng là cháu của bà. Con gian bà đừng cướp đi số tiền cứu em con. Mày nói gì vậy? Bà nội đổi quạo. Tao không ăn cắp tiền của mẹ mày. Nhưng Lê rúm người lại như đang sợ sệt. Bà chỉ cầm hộ mẹ con thôi. Giờ em Hiện đang cần gấp, con xin bà. Đến nước này, bà Hợi một phần không nỡ nhìn một đứa trẻ quỳ lạy đến nỗi chảy máu, một phần sợ vướng mắc đến chuyện tiền anh tiền tôi, đến pháp lý mạng người, nên bà tự chủ đỡ Lê dậy, cuộn tròn cuộn tiền kia đưa cho Lê cất cẩn thận. Lê ngay lập tức nắm chặt lấy cuộn tiền, không cho ai cướp đi, nhìn bà Hợi với ánh mắt biết ơn. Thôi được rồi, lấy lại được tiền rồi, con mau về đi kẻo mẹ chờ. Con cảm ơn bà. Nó sụp xịt hít cây mũi, đoạn chạy thật nhanh để bà nội không đuổi kịp được nó. Nó không thèm quan tâm đến khuôn mặt dữ dằn tức giận của bà nội. Người lớn sẽ phải tự giải quyết với nhau, còn Lê nó chỉ cần biết mình phải mang tiền về nhà cho bằng được. Khi Lê về đến nhà, mẹ đang cầm củi nấu cháo, còn thằng Hiện ngồi nặng buồn bên cạnh. Trời bắt đầu mưa rồi, mưa lâm râm kể từ lúc nó rời khỏi nhà bà Hợi. Bếp ướt,
rạ tròn cuộn đặc khói và sọc ra từng đợt, làm mát mẹ cay xè. Mẹ làm việc như ngay dại. Thằng Hiền phá bỉnh bắt đầu phá nồi cháo. Mẹ không nỡ đánh con trai, chỉ có thể đánh mình và gào khóc trong bất lực. Bà đau, nỗi đau cũng giống như khói, cuồn cuộn lên trong lòng ngực người mẹ khốn khổ. Có ai là không muốn con mình khỏe mạnh? Có ai không muốn có một gia đình êm ấm? Lê ơi! Mẹ bật thốt khi thấy con gái đứng miếu máu trước cửa bếp. Nước tí tách nhỏ xuống đầu. Bà nghiêng nón che cho Lê, thấm khăn lên trán của con bé. Bà đánh con hả? Nó lắc đầu. Bà không đánh. Nó rút cuộn tiền ra. Con lấy lại tiền cho mẹ rồi. Mình có thể đưa em Hiền đi chữa bệnh. Để con lấy thêm gạo, mình nấu lại nồi cháo ngăn mẹ. Mẹ Lê dặn tay nó lại, xích xoa hồi lâu. Từ từ đã. Có đau không con? Mẹ lao thật khẽ vết xước trên trán Lê, nhưng cảm giác đau xót vẫn vô tình làm nó rúm cả người lại. Vẫn mạnh miệng, Lê đáp. Con không đau xíu nào nữa hết á. Con khỏe lắm. Con lớn rồi. Phải bảo vệ mẹ, bảo vệ em Hiện chứ. Con gái mẹ giỏi giang quá đi. Mẹ giấu hạt nước mắt sau rèm mi. Mẹ chờ con lấy gạo xíu thôi. Lê toàn đi lấy gạo. Sao mẹ không buông tay mà lại ôm cả hai đứa con mình đẻ ra vào trong lòng. Nước mưa lạnh, tro bếp nguội tanh, dù cho vẫn còn tàn lửa, nhưng lòng mẹ thì ấm áp quá. Mẹ thủ thỉ vào tai Lê. Cậu có muốn đi cùng mẹ không? Nó nghiêng đầu ngạc nhiên. Đi đâu hả mẹ? Về nhà bà ngoại. Mẹ con mình cùng đi. Ở đây không còn sống nổi nữa đâu con ơi. Mắt Lê mở thật to. Bà ngoại mất từ sớm, trước khi nó ra đời. Trong nhà chẳng còn một ai, nên mẹ cũng ít khi đưa các con về nhà ngoại. Lúc mẹ uất ức, bị bắt nạt, cũng chỉ có thể cha mình ngồi trong buồng, rưng rưng gọi bà ngoại đầy bất lực. Mẹ đi đâu? Con cũng theo mẹ. Con với Hiện đi cùng. Lê dắt tay em Hiện ra khỏi bếp. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Đồ đạc của ba mẹ con chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có vài bộ quần áo mặc của xuân lẫn hè, gương lược dùng chung với cả nhà. Không có đồ trang điểm hay vật dụng cá nhân nào. Nó thu dọn nhanh chóng rồi cho vào một chiếc bao tải nhỏ, bỏ gọn trong thùng hàng xáo của mẹ. Lúc đi ngang qua bếp, Lê vẫn thấy mẹ đứng ở đó nói chuyện với bố. Ông níu tay vợ, hai mắt đỏ hoe trông chờ. Mẹ cũng rút mặt vào trong chiếc khăn đội đầu. Hai người nói với nhau câu gì đó, rồi cùng bỏ tay nhau ra. Ba mẹ con ra đi vào ngày mưa. Thằng Hiện thích thú với cơn mưa cuối mùa, cứ hi hi ha ha suốt cả quãng đường. Lê chẳng biết lúc bọn họ vừa mới rời nhà cũng là lúc bà nội Hầm Hầm trở về. Bà giận dữ đã tung cánh cửa buồng của bố mẹ. Chưa thấy người đã quát lớn. Con Xoan đâu? Mày ra đây! Mày xem mày dạy con gái như thế nào! Chết đâu rồi hả? Sao không trả lời tao? Bố Lê đang nhen lại bếp rạ khói mịt, ngẩng lên bảo. Vợ con với hai đứa đi rồi mẹ. Đi? Đi là đi đâu? Mày có biết con gái mày vừa làm mất mặt bà già này ở nhà người ta như thế nào không? Người ta bảo rồi, cây độc không trái, nhưng gái độc như vợ mày mới để ra hai thứ quỷ quái kia. Một đứa bị điên, đứa còn lại thì mất dạy. Mẹ nói đủ chưa? Bố Lê hất tung cái kiện bếp lên, làm nồi cháo lại một lần nữa, đổ dung giải. Chưa bao giờ thấy con trai biết tức giận như vậy. Bà nội đứng sững lại. Mày làm cái gì? Tao cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này. Mẹ muốn tốt cho con, hay chướng mắt vợ con? Bà làm mẹ, làm bà, tại sao cứ muốn gia đình con cháu tan đàn xẻ nghé bà mới hài lòng? Từ giờ như ý mẹ rồi đó, vợ con với tụi nhỏ không về nữa đâu.
Bà nội lăn ra sàn khóc hờ. Mày nghĩ tao muốn thế này hay sao? Trước đây tao đã bảo mày, nó không phải đứa an phận. Đừng có lấy nó. Tao chỉ muốn dung dáng hạnh phúc cho mày thôi. Mà lúc nào nó cũng coi tao như kẻ thù, rót vào tai mày những lời đường mật. Mày coi trọng con đàn bà chết dẫm kia còn hơn người đẻ ra mày. Toán ơi là Toán, mày có nhớ ngày xưa tại mày mà em trai mày mới ngã áo chết, bố mày bệnh nặng cũng đi theo luôn, một mình mẹ mày vất vả nuôi mày lớn. Nghe lời mẹ, nhà phải có người đối dõi, nếu không sẽ bất hiếu. Vợ mày không chịu sanh, chỉ có một mình thằng Hiện, lấy ai ra trông gậy cho mày lúc về già? Mày tính để một thằng điên thừa kế hương quả hay sao? Nhưng Hiện cũng là con của con mà mẹ. Nếu như con tốt hơn, giàu có hơn, không đến nỗi không chữa bệnh được cho thằng bé. Đấy không phải là bệnh, mà là nghiệp. Là nghiệp đó con ơi. Tiếng kêu gào của bà nội át cả tiếng mưa, làm cho bố Lê đang tức giận cũng phải bất lực tựa vào tường bếp. Khói lại một lần nữa tắt ngắm, lẩn quẩn, tịch mịch như chính cuộc đời ông. Căn nhà của bà ngoại đơn sơ, đã lâu rồi không có người ở, nhưng vẫn còn ngăn nắp, dù có hơi phủ bụi. Có lẽ thi thoảng mẹ vẫn về đây dọn dẹp, mà Lê chẳng hề hay biết. Đồ đạc không nhiều, chỉ có một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế. Bếp vẫn có vài thanh củi được gác lên chỗ cao ráo, không lo bị ướt. Mẹ cởi chiếc áo mưa cho em Hiện, đánh lửa trong bếp và giúp hai đứa con sưởi ấm. Hiện ngây ngô nhìn những ngón tay đầy bùn của mình được lau sạch bằng một chiếc khăn trắng đã hơ qua lửa ấm áp. Có lạnh không con? Nó chẳng hiểu mô tê gì, cũng dân dạ gật đầu, tự nhiên, ngoan ngoãn và điềm tĩnh đến lạ. Lê chống cằm, nhớ về những ngày mẹ chờ sinh, lúc nào cũng ngồi bên cửa sổ, mãn nguyện xoa chiếc bụng tròn của mình, rồi dặn: sau này nếu mẹ sinh em gái, con nhất định phải bảo vệ em. Còn nếu mẹ sinh em trai, thằng bé sẽ bảo vệ con. Hai đứa đều là con của mẹ, mẹ đều thương. Kết quả, mẹ sinh được Hiện. Hơn ai hết, mẹ đã cảm nhận được đứa con thứ hai của mình có vấn đề về tâm lý. Bà từng thẫn thờ, từng đau xót, than trách, từng chất vấn. Rốt cuộc, mình đã làm ra cái nghiệp gì mà lại nên cơ sự này? Nhưng suy cho cùng, trái tim người mẹ đầy đau khổ vẫn đủ dịu dàng để đùm bọc lấy đứa con điên khờ. Trong tiết mưa tầm tã, bà lại một lần nữa nắm tay hai đứa con của mình, dặn dò hai đứa trẻ: sau này bất kể có chuyện gì cũng phải nhớ hai đứa là chị em, đều là con của mẹ, nghe chưa? Thằng Hiện nghiêng đầu bên ánh lửa đăm chiêu một hồi, bỗng bật ra hai chữ: mẹ, chị. Cả Lê lẫn mẹ đều quay đầu sang nhìn nó. Thằng bé xấu hổ giấu ánh mắt vào góc tường, tìm thấy niềm vui mới trong con môi rách đang cố gắng bò lên trần nhà. 1.200 đồng chẵn được mẹ Lê sắp xếp cẩn thận. Số để lên thành phố chữa bệnh của Hiện chưa đủ, song đã được quá bán. Không muốn chờ đợi lâu, bà còn dây của họ hàng và ngoại một ít. Còn tiền ăn ở của ba mẹ con vẫn dựa vào gánh hàng sáo mà Lê thay mẹ đi bán hàng ngày. Nhiều lúc Lê thắc mắc thành phố là một nơi thế nào. Mẹ đang kiểm hàng lại cho buổi bán ngày mai, chép miệng nói: đó là một nơi cũng có kẻ giàu người nghèo, có người thương người, cũng có người ăn thịt người. Thật ra ở quê hay thành phố, con người đều giống nhau cả. Nó gật gù đồng ý với mẹ. Bệnh viện thành phố chẩn đoán rằng em Hiện bị tăng động, một chứng bệnh bẩm sinh không hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng đây là trường hợp khá nặng, trong nước lúc bấy giờ
ngay cả bệnh viện lớn cũng thiếu nhân lực, nhất là những người chuyên lĩnh vực tinh thần, tâm lý. Nhưng họ sẽ kê đơn và hướng dẫn liệu trình điều trị phù hợp cho Hiện. Đây là Lê nghe mẹ nói thế thôi, chứ trong thời gian mẹ đưa em đi khám rồi bán ít đồ lặt vặt trên thành phố, nó cũng phải thay phần việc của mẹ gánh hàng đi chợ. Thi thoảng bắt gặp một vài cuốn sách cũ về y học, nó mua lại hoặc xin người ta về ghép từng chữ một vào để đọc. Cái Lê đó hả? À, bác Tám ạ. Lê cất tiếng chào hỏi một người làng vô tình gặp ở chợ. Bà Tám thơm tốt bụng xoa đầu mua cho nó một cái bánh nếp, rồi hỏi han cuộc sống của ba mẹ con dạo này thế nào, đang ở đâu, rồi bà chép miệng. Cái nghiệp đời, kẻ ác lại thảnh thơi cháu ạ. Nó gặm cái bánh không hiểu lắm. Bố mày đó, người ta đang đồn ầm lên bà nội mày ép bố mày lấy vợ mới, là con gái của ông bán gạo. Ngày xưa đó, con gái nhà đó mê bố mày á mà không thành. Hay, hơn 10 năm rồi, một bên chồng bỏ, một bên vợ bỏ đi, bà mày á lại muốn nói lại tình xưa. Miếng bánh trên miệng Ly bỗng nhiên trở nên khô khốc không nuốt nổi. Nó cãi: làm gì có tí tình nào mà bà nội cháu đầu nói chứ. Thì thế, nhưng bố mày không có chịu. Bố mày á là đang mong mẹ con mày về nhà. Nói thế nào thì nói, nó nhu nhược thôi, chứ yêu thương vợ con lắm đó chứ. Lê nhớ đến cảnh bố mình lấp ló ngoài rặng rào, trông mẹ đi qua rồi mới dám đưa cho Lê, khi thì một ít tôm, khi thì một miếng thịt lợn. Khóe mắt cứ rưng rưng, ông gượng gạo hỏi: dạo này Hiện thế nào con? Mẹ có còn thức khuya hay không? Ánh mắt đượm buồn của bố làm Lê đau nhói, rồi ông lại mấp máy môi, tính nói gì đó lại thôi. Ông vỗ vai con gái: dù thế nào, các con cũng là con của bố, nhất là em Hiện. Nó có thế nào cũng là con trai trưởng trong nhà. Có lẽ bố đã bị bà ép lấy vợ mới để đẻ con trai, nên mới tìm đến Lê và nói những lời như vậy. Giờ nó đã hiểu một phần tại sao tình cảm giữa bà nội và thằng Hiện lại thay đổi nhanh thế. Chắc hẳn bà nghĩ, không có đứa cháu điên này thì bà vẫn sẽ có một đứa cháu khác để nối dõi tông đường, trông chờ gì vào một đứa điên khùng dở dại. Làm bà bị xóm làng cười chê và bàn tán. Lê cảm ơn bà Tám, thu hàng sớm rồi trở về nhà nấu cơm. Mẹ cũng đã về rồi, không có tiền cho em Hiện ở nội trú, nên bà cứ phải đi đi về về hàng ngày. Ở trên tàu vẫn ráng bán được ít bánh mì, đồ ăn quê. Về nhà mẹ lại nhận giá quần áo thuê. Người làng quê ai chẳng biết giá, nhưng chỉ là những bộ đơn giản thôi. Còn những bộ quần áo đặc biệt như áo sơ mi, áo tân thời thì phải nhờ người may lại. Mẹ giá rất khéo, đều răm rắp như mấy khâu nên đắt hàng. Thằng Hiện mấy ngày hôm nay đã dịu tính đi rất nhiều, thuốc thang ngày càng đắt hơn, nhưng Lê cũng thấy điều đó đáng giá. Thì thoảng nó giận nổi khùng đập phá đồ đạc, nhưng mẹ cũng có cách giúp nó nguôi cơn giận. Mẹ thấy Lê vui vẻ xuống bếp tính nấu cho cả nhà một nồi canh cá, Lê đóng cửa cẩn thận, dặn em chơi ngoan rồi sắp xếp lại đồ trong gánh hàng. Nó không dám kể cho mẹ chuyện vừa nghe được ở chỗ bà Tám, mà cũng chẳng chắc mẹ có còn muốn nghe tin gì từ bố nữa không. Qua một hồi, nồi canh cá trong nhà thơm nước mùi. Mẹ bưng ra đặt bát đũa lên bàn ngay ngắn. Lê cũng rửa tay gọi em vào ăn cơm. Tuy nhiên gọi một hồi mà chẳng thấy thằng bé đâu, cứ tưởng nó trốn trong phòng. Vậy mà tìm mãi, tìm mãi, bóng dáng nó vẫn mất hút. Lê quảng hồn nhìn ra cổng mới thấy cửa cổng mở từ lúc nào. Nó la toáng lên gọi mẹ. Bà cũng thất thần chạy ào ra bất chấp trời đang chuẩn bị nổi cơn giông dữ dội.
Đó là một đêm không ai ngủ được. Mẹ chỉ đội một chiếc nón rách, còn nhường hẳn chiếc áo mưa bằng vải nhựa cho Lê. Hai mẹ con cộng với sự giúp đỡ của bà con làng xóm tất tuổi trong mưa đi tìm người. Xóm thì bé, nhưng những cung đường ngoài kia quá xa. Người trong xóm cũng dần thất vọng trở về, khuyên mẹ Lê nên chờ mấy đồng chí công an ở xã tìm cho. Bà cảm ơn mọi người, dặn Lê về trong nhà, rồi lại đổi mưa tiếp tục tìm kiếm. Lê cũng chạy theo bước chân của mẹ. Nếu không tìm thấy thằng Hiện thì mẹ chết mất con ơi. Mẹ ngồi phệt bên đường làng, gục đầu xuống, Lê miếu máu. Mình nhất định sẽ tìm được em mà mẹ. Do con không khóa cổng, không trông em cẩn thận. Do con. Mẹ Lê xoa đầu con gái dỗ dành, dặn rằng mọi chuyện không phải lỗi của nó. Nhưng Lê vẫn canh cánh trong lòng. Hai mẹ con lại đổi mưa đi, cho đến khi mặt mẹ xám ngoét vì lạnh, họ mới tìm thấy bóng dáng thần Hiện đang trốn sau đống rơm chất ở đầu làng. Nó co rúm người lại, cắn cấu chính mình khi sấm chớp cứ rền vang ở trên trời. Nó sợ sấm, sợ đến nỗi run cầm cập. Lúc chui vào lòng mẹ vẫn còn giật nảy từng cái thật mạnh. Tìm thấy rồi, tìm thấy thật rồi. Mẹ với chị xin lỗi Hiện nha. Hiện về với mẹ, với chị nha con. Hiện về nhà sau trận mưa, cả nhà đều bị ốm một trận thật nặng. Chỉ có mẹ là có thể gượng dậy được. Bố hay tin từ làng bên tất đã chạy đến, mua không biết bao nhiêu đồ bổ. Mẹ cũng không tiện đuổi ông đi. Thằng Hiện lâu lắm mới thấy bố, đang mệt lắm mà vẫn nhảy chân sáo chạy ra. Nó chợt hỏi: "Bà đâu hả bố?" Bố Lê đắng ngắt miệng trả lời: "Bà bị ốm, nếu bà khỏe bà đã đến thăm con." Rồi ông nhìn sang mẹ đang loay hoay sắp xếp mấy món ăn mà mình mang đến. "Mình ơi, tôi không muốn con với mình chịu khổ thế này. Mình mang mấy đứa nhỏ về nhà đi. Phần mẹ tôi sẽ từ từ rồi nói." Tay mẹ ngừng lại trên hộp cháo nấu sẵn đang bốc khói nghi ngút. "Mình nói thì có ích gì?" Mẹ lắc đầu ngán ngẩm. "Không phải mẹ đã tìm cho mình vợ mới rồi à? Bà nhìn thấy tôi chỉ thấy buồn nôn, bực bội khó chịu. Bà đã tính sẵn tìm người thay thế rồi. Không còn cái Lê, không cần thằng Hiện nữa." Hiện đang ăn cháo, nghe thấy vậy chợt giãy nảy: "Sao bà lại không cần con? Bà thương con lắm mẹ ơi. Hôm qua bà còn rủ con đi chơi mà." Nó lại quay sang ngơ ngác nhìn bố: "Bố ơi, bà đâu ạ? Con mới đi trốn tìm một lúc mà không thấy bà nữa rồi." Câu nói của trẻ nhỏ hồn nhiên lại khiến người lớn chợt nảy mình thẳng thốt. Mẹ bỏ dội những gì đang làm, ôm vai thằng bé, gặng hỏi những chuyện xảy ra tối qua. Thằng bé hoang mang trả lời không rành rọt, song vẫn có thể hiểu được diễn biến. Bà bảo nó mở cửa ra, rồi dắt nó theo. Hai bà cháu chờ trốn tìm. Hiện chờ mãi mà vẫn không thấy bà tìm đến mình. Trời bỗng đổ cơn mưa dữ dội, không biết đường về nên mới trốn sâu trong đống rơm. Bàn tay mẹ Lê nắm chiếc chén bị nước một mảnh, đầu nhọn găm vào tay bà đã nổi chảy cả máu. Bố Lê lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, không tin vào tai mình nổi. Mẹ vung tay đấm vào lòng ngực người đàn ông hèn nhát: "Anh thấy chưa? Hả? Anh nghe thấy chưa? Tôi chỉ nghĩ mẹ anh độc đoán, mẹ anh không thương tôi nên mới nặng nhẹ với các cháu. Giờ thì sao hả? Thằng Hiện đó là cháu của bà, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tôi có làm cái gì thì nó cũng là một đứa bé. Mẹ anh không tha cho nó được sao?" Bố bối rối trốn tránh ánh mắt căm hận của vợ. "Nó chưa chắc nó đã phân biệt được mà em. Nó chỉ tăng động thôi. Nó vẫn biết ai là bà nó, ai làm cái gì nó. Nó không phải thằng điên. Đến giờ phút này anh còn kiếm cớ thay mẹ anh hay gì?"
Không phải, nhưng mẹ cũng phải có lý do gì đó để làm như vậy chứ mình. Vậy tôi có lý do để sợ con tôi bị mẹ anh hại chết không hả? Bà ấy đã sức hại nó 2 lần, anh nhớ chứ? Rồi kia đánh vào người con tôi, nếu nó quặn lên phát bệnh nặng, tôi phải làm sao? Nếu như cây Lê không lấy lại được tiền khám bệnh cho thằng Hiện, giờ nó thế nào? Tôi không cần biết lý do gì để mẹ anh mang thằng Hiện đi, nhưng giờ tôi tin rằng bà ấy không phải giống người. Cô hỗn quá rồi đó. Bố tức giận dung tay tát mẹ một cái giòn tan. Thằng Hiện hoảng sợ khóc ré lên. Lê chỉ kịp hồi hồn đẩy ông ra ngoài. Người đàn ông trung tuổi run run bàn tay, lắp bắp nói xin lỗi, nhưng không còn ai trong ngôi nhà này đủ kiên nhẫn để lắng nghe nữa. Chẳng hiểu sao mẹ Lê lại cười khang. Người ta bảo vợ chồng là cái áo khoác dai, còn dâu khát máu tanh lòng. Tôi là cái áo đã cũ, lòng mẹ anh tanh tuổi. Thôi để cho ba mẹ con tôi sống nương tựa nuôi nhau, anh đừng đến đây làm gì. Mẹ hất đổ hết những món đồ mà bố mang đến, để mặc ông đứng bất thần giữa sân nhà. Sau cơn mưa, trời trong xanh, nhưng mặt nước ướt lẹp nhẹp bùn đất, ẩm mốc và gây mũi. Căn nhà trống trải hôm nay im lìm. Mẹ ôm chặt thằng Hiện trong lòng, như nâng niu thứ bảo vật vừa mới mất đi, nay đã tìm lại được. Chẳng ai nghĩ rằng người suýt chút nữa làm Hiện mất tích lại là người bà nội mà ngay trong những lúc mất bình tĩnh nhất, thằng bé vẫn tin yêu. Các con tôi khổ quá mà. Sau ngày hôm ấy, bên ngoài cánh cửa nhà bà ngoại có biết bao sóng gió ập đến. Ba mẹ con Lê hầu như không biết đến, thậm chí cũng không quan tâm. Nhiều lần Lê muốn hỏi sao mẹ không đi đòi lại công bằng cho em Hiện, xong lại nuốt câu hỏi xuống. Mẹ nhờ kể người trong xóm, nếu lần sau còn thấy người nhà nội đến tìm thì dân làng để ý đuổi họ đi cho. Các ông bà xung quanh đều từng chăm sóc cho mẹ hồi nhỏ, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của đứa cháu gái bây giờ, nên ai cũng sụp sùi. Họ nghe ngóng rồi thở dài ngao ngán khi nhắc về bà nội Lê. Cái mụ già đó, sao trên đời lại có người độc địa như vậy chứ? Mụ ấy muốn con trai lấy vợ, mà nó dương mắt vợ con không chịu, nên mới muốn bắt thằng Hiện về. Cái Xoan lại thương con, mụ ta bắt được thằng Hiện rồi ép cái Xoan ký giấy bỏ chồng, nếu không sẽ giữ đứa nhỏ. Về lý về tình, bà ta là bà nội, vẫn được nuôi cháu. Cái Xoan không muốn, vẫn phải ký thôi. Thế sao thằng Hiện lại đi lạc? Một người hỏi. Thì đương nhiên, nó phát bệnh chạy mất. Bà ta chẳng những không đi tìm, còn mặc kệ nó chạy trước luôn. May á mà đường xá không có xe cộ, may á mà sớm tìm được. Xích xoa quá, dù gì á cũng là máu mủ nhà mình mà. Thì con trai bà ấy cũng hỏi mẹ thế đó, dù sao thằng bé cũng là dòng máu nhà mình mà mẹ. Bà ấy bảo nó là dòng máu độc, là cái thứ quái thai không nên đẻ ra. Lê bịt chặt tai khi nghe người ta xì xào bàn tán. Lũy tre cao vút ngăn cách làng với làng, nhưng những câu chuyện đời cay đắng và trào phúng vẫn bằng cách này hay cách khác truyền đi khắp nơi. Nó chạy như bay về nhà, ôm chầm lấy người mẹ đang phơi chăn bông chuẩn bị cho mùa đông. Mẹ ơi! Ừ, đi chơi về rồi hả con? Trong nhà có khoai đó, vào ăn đi. Nếp nhăn trên khóe mi mẹ in dấu một đời vất vả lam lũ. Lê cụp mắt xuống vùi vào lòng ngực của mẹ, hít một hơi thật sâu. Bất kể bên ngoài người ta nói thế nào, ba mẹ con nó vẫn không bất lực buông xuôi. Rồi sẽ có một ngày em Hiện sẽ khỏe lại thôi. Thấm thoát
Thời gian đã trôi qua được 5 năm. Sau khi tích góp được một số vốn vốn kha khá, mẹ con Lê thuê được một phòng trọ ở ven ô, gần với bệnh viện mà hiện đang điều trị. Lê kiếm được việc rửa bát thuê vào mỗi trưa và tối, kiếm được ít tiền. Mẹ không lấy của nó mà đăng ký cho con tiếp tục học lên cấp 2. Hàng xóm kế bên là bác bảo vệ cổng hai bệnh viện, tên Sơn. Thi thoảng bác sẽ cho Lê đi ké đến trường hoặc chở thằng Hiện đến bệnh viện. Hiện giờ đã điều chỉnh được tâm lý, mỗi khi nó cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng nên cũng chỉ cần đi lấy thuốc hàng tháng. Phần lớn thời gian nó sẽ ở nhà giúp chị dọn dẹp, quét tước và chăm đàn gà cho nhà chủ trọ, hoặc cùng Lê đi lên chợ hoa để nhập hoa tươi về bán cho các chợ. Bác Sơn mỗi lúc thu gom giấy ở bệnh viện hoặc xin được ít sách vở, giấy báo đều sẽ chọn lọc rồi đem sang cho Lê, gãi đầu cười hì hì. Bác không biết chữ, con xem cái nào dùng được thì dùng, còn không á thì để bán đồng đá kiếm tiền, hai đứa ăn kem. Mỗi lần như thế, Lê đều rất hào hứng. Nó gom hết những cuốn sách về các loại thuốc hay các chứng bệnh lại. Sách người ta dứt đi, chắc chắn chẳng phải của quý gì. Giờ nó mới học lớp 9, cũng chẳng hiểu những thứ cao siêu trong sách kia. Chỉ có tình yêu y học, tình yêu với việc được chữa bệnh lại nhen nhóm dần. Thằng Hiện thấy chị cứ dính lấy đống sách mà còn chất đống lên trong phòng của nó, hậm hực. Chị còn yêu sách hơn cả em. Thôi đi nghe, tụi có ôm sách ru ngủ không? Tụi có cõng sách đi mua kem, có mua quần áo đẹp cho sách không? Tôi thương cậu nhất đó, của quý của nhà ta mà. Hiện bị chị Cù Ki bật cười khanh khách. Trong lúc hai đứa ngã lăn ra sàn, nhìn ra ngoài khe cửa, Lê chợt thấy bác Sơn rón rén bước về phía mẹ. Nó xịt một tiếng, bảo em thôi cười. Ngoài sân, người đàn ông cục mịch đang gãi đầu gãi tai, vỗ vai người phụ nữ đầm thắm. Khi mẹ Lê quay lại với vẻ ngạc nhiên, ông giơ bó hoa giấu ở sau lưng ra. Hoa này tôi tặng cô đó. Mẹ ngỡ ngàng hồi lâu. Bác Sơn tưởng mẹ không muốn nhận, bèn dúi vào trong tay bà, rồi phi thân qua tường khoa để vào nhà mình. Căn nhà cho thuê đối diện đóng đến trầm một cái, người thì chạy trối chết, để lại mẹ Lê ngẩn ngơ và hai đứa nhỏ tò mò chụm đầu vào nhau bàn tán. Năm nay mùa xuân đến sớm quá nha. Thằng Hiện chẳng biết học ai mà nói một câu, Lê tức mình gõ lên trán nó một cái đau điếng. Ông nhỏ giỏi lắm, không được xem trọng người lớn. Chị cũng xem trộm còn gì. Tao đường đường chính chính xem, mày làm em mà cãi giỏi vậy. Chị dạy em hết. Tiếng hai chị em cười trong veo trong nắng, câu hoa hồng trên tay, người phụ nữ tỏa ngát mùi hương. Năm ấy lên cấp 3, Lê đổ vào trường chuyên, trực thuộc đại học y, ngôi trường cấp 3 danh giá nhất nhì. Hơn nữa còn được học bổng 100%. Em Hiện chỉ còn đôi lúc mất bình tĩnh, còn đâu đã giống người bình thường, có thể đi học. Lê phải học xa nhà, ăn ở trong ký túc xá của trường. Trước khi đi, bác Sơn đã hứa hẹn với cô sẽ chăm sóc mẹ Lê và Hiện thật tốt, bảo con bé chỉ cần chăm chỉ học hành là được. Mẹ xoa đầu con gái trước ngày nhập học, nước mắt xen với nụ cười. Lớn rồi đó, ra dáng thiếu nữ rồi đó nghiêng. Lê cười hì hì, tinh nghịch hỏi mẹ. Vậy bao giờ thì mẹ cho con ăn củ cưới đây? Cái con bé này càng lúc càng xấu tính mà. Mẹ, con chả xấu tính thế nào. Mẹ đã lo cho tụi con một đời rồi. Chuyện trước kia, người trước kia. Cô mím môi, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. Người trước kia mẹ đã quên hết rồi, con cứ yên tâm đi nha, gắng học nha. Lê hạnh phúc gật đầu trước lời động viên của mẹ. Song cô không ngờ chuyện cũ, người cũ sẽ một lần nữa xuất hiện trước mắt mình. Sau khi Lê nhập học được một thời gian, thi thoảng trên đường đi học về, vào mỗi cuối tuần, Lê đều cảm nhận được hình như có người đang theo dõi mình. Thời đó bắt cóc, cướp giật cũng ghê,
con gái một mình đi xe buýt, nhớ đến bản tin trên TV. Lê sợ rúm cả người lại, sợ mẹ mình lo lắng nên cô chỉ có thể gọi bác Sơn đến đón. Quả nhiên ngay khi Lê vừa ra khỏi cổng trường thì có người đi theo cô, bất kể cô rẽ qua bao nhiêu con ngõ. Bác Sơn lén lút theo dõi nãy giờ, lúc này mới dừng xe lại, dí tên bám đuôi vào tường, đấm hắn túi bụi. Thằng biến thái này, ai kêu mày đi theo con gái tao? Kẻ bám đuôi bị đánh ôm bụng rên rỉ, khi nghe được ba chữ con gái tao thì điếng người nhìn Lê. Khi ông ngước lên, Lê chợt hoảng hốt, nhìn rõ khuôn mặt giấu sau mái tóc bù xù. Người đàn ông vội vàng lấy tay che mặt như sợ cô nhận ra mình là ai. Bác Sơn tiếp tục đánh, Lê vội kêu lên. Đừng đánh nữa, bác. Cái gì cơ? Nó biến thái bám theo con. Bác đừng đánh nữa. Nước mắt trên mặt Lê dạng dụa, cô rút khăn mùi xoa của mình ra, đưa cho người đàn ông bị đánh. Chú lau mặt đi. Người đó run tay, cầm lấy chiếc khăn, không dám ngẩng đầu mà chấm lấy chấm để vào mắt mình. Sống mũi Lê cay cay, xong cuối cùng cô vẫn không cất tiếng gọi mà nhìn người đàn ông đi xa. Đi được mấy bước, bóng lưng già nua trước mặt hơi khựng lại, rồi dường như đã lấy hết can đảm một lời ông nói. Đi đường cẩn thận, đi đến nơi, về đến chốn. Bác Sơn không nói năng gì, chỉ yên lặng vỗ vỗ vai cô gái an ủi. Bóng người đàn ông dần khuất đằng sau những ánh đèn màu nhấp nháy, những câu chuyện cũ, những bóng người cũ cũng theo đó mà tan biến. Lê lau nước mắt, bảo với bác Sơn. Mình cùng về nha bác, kẻo mẹ cháu chờ. Ừ, mẹ cháu chờ, lại kêu ca sốt cả ruột, rồi bác lại không có rượu nhắm. Cuối năm, mẹ Lê và bác Sơn làm đám cưới. Một hôn lễ đơn giản được tổ chức cùng với bà con chòm xóm. Cả đàn trai lẫn đàn gái đều không còn cha mẹ, nên nghi thức tối giản rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời, mẹ Lê mặc váy trắng cô dâu, bộ váy vướng víu làm bà ngượng ngùng mất tự nhiên. Bà Tám đến giúp chuyện cổ bàn cưới, hỏi trước cả một tuần. Mấy lần đều lén nhìn Lê, muốn nói rồi lại thôi. Đến khi không chịu được ánh mắt nóng bỏng của bác ấy nữa, Lê mới phải hỏi. Có chuyện gì vậy bà? Người phụ nữ thở dài. Ngày vui, đáng lẽ bà không muốn nói ra, nhưng mà bà nội con đang bệnh nặng lắm đó. Lê mất tập trung, tay đang lựa bát đũa chợt ngừng lại. Sao vậy bà? Sau khi bố mẹ con bỏ nhau, bố con không chịu lấy vợ mới, nhưng bà nội cứ khóc lóc dọa sống dọa chết, nên chú Toán mới không cũng hiểu mà. Năm đầu tiên đẻ được một thằng cu, bà con vui lắm. Mỗi tội cô con dâu mới ghê gớm, quán gắt tiền bạc, chẳng được như ý, bà lại chửi. Lê thầm nghĩ, rốt cuộc thay bao nhiêu người con dâu, tính hết bà vẫn không hề thay đổi. Xong rồi, đầu năm nay bà phát hiện thằng cu là con của người khác, không phải bố con. Chuyện cãi nhau ầm ĩ lắm, cái cô kia quay lại cãi, mắng bà ăn vàng ăn bạc của cô ta mà vẫn muốn làm tình làm tội con dâu. Thế là không ai chịu ai, lao vào túm tóc đánh nhau. Bố con chẳng can, chỉ ngồi để uống rượu. Người ta bảo hay bố con cũng điên rồi, dù gì á cũng đuổi con mình, nuôi con người. Giờ thì nỗi con gầy sơ xác lắm, thi thoảng thấy bà ấy ôm theo cây trong bỏi, cứ kêu gào cô Hiền của bà ơi, cô Hiền của bà ơi, náo cả ruột. Bà kể là kể vậy thôi, còn con có nói với mẹ có cho cô Hiền nó về gặp bà nội không á thì tùy con. Dạ, con biết rồi bà. Lê cảm ơn bà Tám rồi lại bận rộn chuẩn bị việc hôn lễ, tuyệt nhiên không nhắc gì với mẹ về chuyện này. Có những thứ nên quên, nên chấm dứt thì phải chấm dứt, để bắt đầu với cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô nhìn lên trên lễ đường, mẹ mình người nhỏ gọn đứng cạnh người đàn ông cục mịch, đặt tay lên đồng ngực, thấy nhịp tim dưới tay đập thình thịch, thình thịch. Hết đám cưới, Lê quay trở lại trường chuyên, nhưng lại xin nghỉ một ngày, bắt xe về quê nội. Năm năm qua có quá nhiều thay đổi,
đường xá to hơn và hàng quán thì nhiều hơn. Duy chỉ có ngôi nhà cũ là tiêu điều, tượng xám bong tróc loang lỗ. Dừng chân trước cổng, Lê thấy một bà lão đang cầm chiếc trống bổi lắc lắc hồi lâu. Nào, tập nói đi nào, cháu trai của bà. Bà ơi. Phải rồi, cháu trai của bà giỏi nhất. Thấy Lê, bà nghiêm mặt lại. Con Lê đó à? Lê không ngờ bà vẫn nhận ra mình. Cô chưa kịp đáp, bà đã mắng. Em đâu rồi con? Nó không chịu về hả? Cái thằng này lại ham ăn kem rồi. Lê nặng nề hùa theo. Dạ, thằng bé đi ăn kem rồi bà ạ. Ừ thôi kệ nó, cho nó muốn ăn thì ăn. Còn mày đó, đi làm việc nhà đi, đừng có lười. Ai lại nuông chịu con gái như mẹ mày? Sau này làm dâu, đông việc gì sai việc đó, người ta quở chết. Nhân, để cháu đi làm. Lê sắp xếp lại mấy đồ đạc bị dứt lung tung trong sân. Sau khi nhìn quanh, lại bỏ vào trong hộp chè một ít tiền. Đến khi thấy mọi thứ gọn gàng hơn, bà nội cũng đã chịu vào phòng thiêm thiếp ngủ. Cô mới quay người đi. Ở cửa, cô lại bắt gặp người đàn ông với mái tóc bù xù che đi nửa gương mặt. Ông hơi ngạc nhiên khi trong nhà có người, đến nỗi quên cả lấy tay che. Lê không biết giờ phút này sẽ phải đối đáp ra sao với một người không muốn gặp. Cô cụp mắt xuống, rảo bước thật nhanh ra khỏi cổng. Người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ trong sân như hóa đá, tuyệt nhiên không cất tiếng gọi lại. Bất giác Lê dừng chân, quay đầu lại ngắm ngôi nhà mình từng ở trong suốt 10 năm thật kỹ. Cô khẽ lên tiếng. Dạo này tóc bố dài rồi. Nếu cổng con đi làm ruộng như ngày xưa, tóc bố sẽ chọc vào mắt con đó. Người đàn ông hèn nhát cả một đời khuỵu xuống, ôm mặt khóc rưng rức. Bố xin lỗi các con, tôi xin lỗi mình. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong truyện ngắn Đứa Con Điên của tác giả Thạch Thảo. Sau khi quý vị theo dõi xong truyện ngắn vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.